nối gót thành công nhà bà nữ, siêu lừa gặp siêu lầy chính thức vượt mốc 100 tỷ. Tính đến ngày 24 tháng 3, sau hơn 3 tuần ra mắt, siêu lừa gặp siêu lầy đã chính thức vượt mốc 100 tỷ. Đây là mức tăng trưởng rất ấn tượng với phim điện ảnh Việt Nam. Siêu lừa gặp siêu lầy không phải là một dự án quá ấn tượng của đạo diễn Võ Thanh Hòa. Ý tưởng phim đơn giản, cách triển khai quen thuộc. Thành tích của siêu lừa gặp siêu lầy phần nào khẳng định phim hài vẫn là món ăn ưa thích với khán giả Việt. Tính đến nay ngày 24 tháng 3, sau hơn 3 tuần ra mắt, siêu lừa gặp siêu lầy đã chính thức vượt mốc 100 tỷ. Đây là mức tăng trưởng rất ấn tượng với phim điện ảnh Việt Nam. Siêu lừa gặp siêu lầy thuộc thể loại heist, kịch bản do đạo diễn Võ Thanh Hòa ấp ủ suốt 5 năm. Sau một lần bị giang hồ truy đuổi, Khoa do Mạc Văn Khoa thủ vai, một tên trộm ở Sài Gòn tìm đến Phú Quốc với giấc mộng đổi đời. Tại đây, gã đụng độ Tú do anh Tú thủ vai, một tội phạm với đầu óc mưu mô, điển trai, có tài ăn nói và bị mắc lừa. Gã tìm cách tiếp cận, xin gia nhập băng cướp của Tú. Câu chuyện tăng dần kịch tính theo mức độ phức tạp của các vụ lừa đảo. Hầu hết gương mặt trong phim diễn xuất chắc tay. Khác kiểu nhân vật chủ yếu gây cười trong nhiều phim trước đó, Mạc Văn Khoa thủ vai một người cha bước chân vào con đường phạm tội vì hoàn cảnh nợ nần. Anh gây xúc động ở phân cảnh Khoa giã biệt con gái trong nước mắt khi rời quê nhà vào Nam. Ở tuyến phản diện, nghệ sĩ Cát Tường hóa thân thành doanh nhân Kim Khánh và tạo ấn tượng nhờ lối diễn biến hóa. Dàn diễn viên được lựa chọn là những gương mặt không xa lạ trong showbiz Việt như anh Tú, Mạc Văn Khoa, Trung Đùn hay kể cả là cái tên đang lên như Ngọc Phước. Đây không phải một dàn toàn sao hạng A, nhưng ít nhiều là những tên tuổi có sức hút truyền thông nhất định. Chưa kể, siêu lừa gặp siêu lầy còn gây tò mò nhờ các chiến dịch quảng bá. Tên tuổi đạo diễn và sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng là những yếu tố giúp siêu lừa gặp siêu lầy gây được chú ý. Võ Thanh Hòa không còn là một cái tên xa lạ với khán giả tại rạp phim Việt sau thành công của Bệnh viện Ma, Ông ngoại tuổi 30, Chị 13, Nghề siêu dễ và Chìa khóa 100 tỷ. Sắp tới, phim sẽ cạnh tranh với loạt bom tấn ngoại, trong đó đáng chú ý là Sa Dăm Cơn Thịnh Nộ của các vị thần. Liệu rằng siêu lừa gặp siêu lầy có còn giữ chân được khán giả?